Điên. Mày tí tao cho mày xem lịch sử, tao đánh Evelyn cũng hơi ghê đấy, tao mới đánh có mấy game thôi. Con vợ Hanna bỏ game rồi á? Chả biết, bữa nó vô nó chửi mình chứ mình cũng cay phết. Tự nhiên nó vô nó chửi mình phát rồi nó biến luôn. Nhầm bạn. Bước chân thần tốc cũng được. Cái lên bước chân thần tốc cũng không vấn đề gì cả. Cái sải tay của nó dài mà. Thầy Lộc mà chưa tới. Ừ, ok thầy Lộc. Đúng đúng đúng, trận này phải thắng chứ, thua thua thế nào được. Gì rồi đây rồi. Top ơi. Đó kìa, vậy là phải ăn đá nữa à. Con lợn này nó được nó ỉ cái nó top 1 Evelyn cái nó cứ vô đây nó thể hiện nhỉ. Mình cứ phải từ từ chứ. Quá cướp nó luôn, sợ gì nó vừa xì mai cua rồi mà. Không cần bro như mày, tầm trung thôi, chỉ cần tầm trung thôi, không cần bro. Vãi cả gà nữa. Đánh kiểu gì cũng chê thôi. Ừ. Đánh như thế rồi. À, từ từ mình đang like toàn ơi. Đợi mình like xong mình rep liệt nhá. Trời ơi. Cái kênh có mỗi một mình quản lý mà đâu có ai quản lý nữa đâu, mình đang like bố rồi. À mất phân bóng ha. Còn gì không? Nhóc còn gì để cướp vậy?